Ủa chứ hồi nãy giờ không biết. Ê, hình như nãy giờ chưa quay. Rồi, xin chào các bạn, đây là thư ký Hoa và Trâm. Bây giờ phỏng vấn Trâm đi. Ngày hè thì Trâm phải học tập và rèn luyện như thế nào cho nó hợp lý nè. Mời Trâm. Em đi tu. Rồi gì nữa nào? Làm bài tập cô giao. Rồi,